Xin chào toàn thể anh em chơi bài lá. Ngày hôm nay thì tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn trên bài. Thì trước mặt anh em là kính Mỹ 9D tôi nhập khẩu về để cho anh em chơi bài lá, giúp anh em nhìn bài như chơi bài ngửa họ, thì không để làm mất thời gian của anh em. Tôi sẽ cho anh em nhìn chi tiết của cái cấu tạo của cái kính này. Ở đây, kính vỏ hộp màu xanh dương là kính 9D có dòng chữ Made in USA. Ở bên trong nó bao gồm một cây đeo giúp anh em đeo cho dễ hơn này, và một cái lọ này anh em đi chơi anh em đem theo, anh em đút túi quần đó. Cái lọ thủy tinh này là đựng kính đấy. Thì cách thức cái này chưa sử dụng như nào và ưu điểm nhược điểm gì thì tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em này. Thì đầu tiên anh em lấy kính ra, anh em sử dụng cho tôi một cái tăm bông như này đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái kính này, kính Mỹ 9D này đấy. Đây thì bên trong này là được một cặp kính này anh em này, thì tôi sẽ bỏ cái này bên ra ngoài. Ưu điểm của kính Mỹ 9D này là đeo êm mắt này, không cộn mắt này đấy, và thời gian đeo lâu nhìn bài siêu nét, bởi vì nó siêu mỏng anh em nhé. Đây anh em nhìn này đấy, khi anh em chơi thì anh em lấy ra dùng cái tăm bông, anh em tránh dùng những vật cứng để anh em tránh làm xước kính đó. Đây anh em lấy ra này, anh em vành rộng cái mắt ra, anh em ấn vào là xong, rất dễ dàng đeo đấy. Cái ưu điểm này là đeo không bao giờ đau mắt, êm và rực mỏng luôn, nhìn bài là siêu nét. Thời hạn sử dụng cái này là được khoảng 3 năm liên tục anh em nhé. Đấy anh em yên tâm chứ không phải đeo một lần rồi bỏ mà đeo 3 năm liền đấy. Tôi có những bán cho những khách là họ lấy 3 liên tục đấy. Thì có một cái câu hỏi anh em rất hay đặt cho tôi, đó cái bài ngoài chợ có nhìn thấy không. Tôi cũng khẳng định luôn với anh em là bài ngoài chợ là không thể nhìn thấy, mà phải kính là phải đi kèm với bài. Bài nhà tôi là làm giống hệt ngoài chợ luôn, chỉ có đeo kính mới thấy chứ bắt thường thì không bao thấy đấy. Thì khi anh em đeo kính thì nhìn bài nó sẽ như thế nào, thì bây giờ sẽ sử dụng cái kính thử này. Nó cũng tương đương như cái kính áp tròng nhìn xuyên bài, tất nhiên nó sẽ không rõ bằng. Thì khi đeo kính thực tế vào mắt thì mình sẽ nhìn rõ gấp 10 lần đấy. Còn cái kính này thì mình đeo để mình cho anh em thôi, nhìn qua xem nó khi đeo vào thì nó sẽ như thế nào. Để tôi sẽ đeo thử cho anh em xem này. Đấy. Đây. Em có thể nhìn qua như này. Thì nhìn rất là rõ nét, nhìn nó như bài ngược luôn này. Thì đây là con át này. Đó, anh em có thể nhìn qua này, con át này. Đấy. Con 2. Đây, con 2 này, anh em nhìn rõ ràng chưa? Anh em chơi bài mà chơi bài nhìn như bài ngửa này thì chắc chắn là phần thắng 100% là sẽ dành cho anh em rồi. Cái này anh em phải áp dụng với tất cả các môn bài Việt Nam. Ba cây liêng sâm phẩm chắn, bài cào, tôi xin lỗi chắn thì không còn nào dùng chắn cơ. Bài cào như độ. Đấy. Chơi được hết. Thì anh em nhìn như bài nhìn ngửa thì anh em chơi cái gì thì là chắc chắn là 100% là thắng rồi. Đấy thì anh em mua hàng anh em alo cho tôi cái số điện thoại ở trước màn hình này 0984804049. Đấy anh em nhìn qua này, con 6 này. Đấy. Có hai cái lưu ý anh em để ý cho tôi này. Cái con 10 và con 9. Cái con 9 là dành nó làm để phân biệt giữa con 6. Đấy tránh nghe nhìn nhầm thì đây. Con 9 nó sẽ dùng là nhìn cái móc chìa khóa này. Đó. Là con 9, con 10 thì là hình dấu cộng anh em nhé. Đây hình dấu cộng là con 10. Đấy, còn con JK nó như bình thường. Đây cái số điện thoại nhà tôi này, anh em alo cho tôi cái số điện thoại này này. Và có một cái ưu điểm nữa đặc biệt nữa, đó là cái với cái bộ kính áp tròng này và bài nhà tôi là anh em phải nhìn thấy chất con bài luôn. Đấy, chẳng hạn như tôi bỏ ra ba cái chất này. Cơ này, bích này, tép này, rô này. Đấy. Thì đây. Anh em nhìn này. Con 9 rô này. Cứ tất cả con rô. Nói chung tất cả con rô thì được đánh dấu là một cái nốt chấm ở bên tay trái này. Anh em nhìn thấy không? Đấy con rô. Thì con cơ thì nó ngược lại, là đánh dấu một cái chấm ở bên tay phải này anh em nhìn này. Anh em có thể nhìn qua này. Đấy. Con tép là nó làm ở giữa. Là con nhìn con tép, là con áp tép này. Đấy. Con áp bích. Tất cả những con bích thì này lại không có cái gì. Đó, thì là cái ưu điểm là mình nhìn được cả chất anh em nhá. Đó thì mình khi mình bỏ cái kính ra thì bài nó trở về như bình thường. Đó. Và có một cái thắc mắc cũng rất nhiều anh em đặt cho tôi là khi anh em đeo cái kính này là người đối diện là có nhìn thấy không. Tôi khẳng định với anh em luôn là không thể nhìn thấy anh em nhé. Nếu nhìn thấy tôi cho anh em luôn mở cái bài khỏi tính tiền.
Và bài bây giờ tôi thì có tất cả những mẫu bài, từ bài rồng đỏ, rồng vàng. Đây, đây tôi bỏ cái này cho anh xem này. Rồng đỏ, rồng vàng này, cúc áo này, bài WK 2001 này, đây, bài đô la trắng, đô la vàng có hết. Và những anh em đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài sử dụng những bài linh non này tôi đều có anh em nhé. Và thì anh em có nhu cầu anh em alo cho tôi số điện thoại không mà thay đổi là 0984 80 49, để anh em tránh phải mua về. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK thì làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu để các bạn cái máy đánh bài là CAC 700 hộp trắng này, và CVK 900 này, CVK 680S này, và một con máy đánh bài CVK được nguyên trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC 700 hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này, chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Đấy, về máy thì được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 lớn. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng. Đấy, sau đó là test qua môn bài cào hay bên Ấn Độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn chơi môn bài gì cũng được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng bám một nhà lớn nhất này. Đây, khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đấy, tôi test thì tôi sẽ để nó ngoài. Đó. Máy báo 1, ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. Đấy, 4 người chơi, tôi sẽ để ít người chơi chơi cho nhanh. Đây, máy báo 1, nhà số 1 này này, 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại đây, rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhé. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm mỗi người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi sẽ chuyển cái máy này qua môn bài cào miền Nam đi. Để thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Máy báo 1. Đây môn bài cào nhá. Đấy. Đây, máy báo 1. Môn bài cào. 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Đấy, nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Không bao chuyện sai được. Đây là cái máy đánh bài CAC 700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 900. Đây, con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá. Rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy, các bạn alo mình sẽ gửi chi tiết đâu. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó và nó có thể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này để 5 người chơi đi. Đây, số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Đó. Máy đặt trước mặt rồi. 2. 5 người chơi và máy báo 2 là nhà số 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm.
đây các bạn này, 8 điểm lớn nhất, còn những nhà còn lại là không có gì luôn. Đấy, các bạn nhá, máy đặt cái là báo thôi, máy là đặt cái là báo nhá. Và báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK900. Đấy. Tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680. Được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Một liêng nha, test một liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo hai nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy. 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này, 1, 2, 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy. Máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nha. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nha. Thì đây là giới thiệu các bạn, đây là máy bài CVK680. Đấy. Tiếp theo là một con máy bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung. Sẽ test cho bạn xem tốc độ của bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy. Tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi được môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này báo một nhà lớn nhất. Đây các bạn, đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera đây. Đấy, máy báo 3. Muốn bài cào, máy báo 3. Đấy. 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ chuẩn sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra thì có thể mua thêm những cái đồng hồ quét mã vạch như này. Đây là những cái phụ kiện kết nối bên ngoài, hay là ví quét mã vạch. Đây mình sẽ kết nối vào cái ví này, mình để cái ví này, mình tránh trường hợp phải để cái điện thoại này, hay là điện thoại của Bắc Nokia. Đấy, trụ sở thì các bạn cứ đến Hà Nội hoặc Sài Gòn để mà vào cửa hàng khách hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em, ngày hôm nay thì công ty cờ bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những cái sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chia như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây là cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính, mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này thì rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa, cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đấy, mình sẽ lấy cho anh em xem này. Rất là mỏng anh em nhé. Đấy. Anh em là đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy. Chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây là có hai cái kính, mình sẽ lấy ra hai cái, đây hai cái anh em cặp này.
Đấy. Khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy. Cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy. Tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay. Tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Thì đây. Với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy. Thế thì bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy. Nhìn như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên kia tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K đi này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào thì nó như nào nhé. Đây. Đấy. Anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này. Con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy. Con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy. 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, đấy K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất. Như sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này, là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy. Nhìn thấy cả chất này. Đấy. 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con cho anh em con rô nhá. Con rô đánh số đây, con rô lại đánh số sang bên này này. Đây là con rô, đây con bạch rô này. Đấy. Nhìn thấy cả chất, anh em rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy. Nhìn số chưa? Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp phẳng thật của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên mình có những cái kính như chẳng những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi cũng rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và cái kính hộp gỗ này đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Cái trụ sở thì mình có hai trụ sở chính là Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện để cho các bạn dùng. Đấy. Còn về cái mẫu bài các bạn có thể nhìn đấy, rất là nhiều mẫu bài. Các bạn ở nước ngoài hay chơi những bài nhựa Hàn Quốc, Nhật Bản thì có thể đặt bên nhà mình làm nhé. Đấy. Đấy, những cái bài loại bài sơ này, bài loại nhựa nước ngoài này. Đấy. Thì anh em có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại trên hiện này nhé, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Vậy mình chỉ là trong cái đại lý lớn phân phối về đồ cờ bạc này, trong tất cả các dòng sản như máy đánh bài hay là quần áo đổi bài hay là mọi thứ liên quan đến đồ bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo nhá. Cái video tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em cái video đó là cái máy đánh bài mã vạch, một trong những cái công nghệ đánh bài bịp đỉnh cao. Chào tất cả anh em, ngày hôm nay thì tôi làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá nào, kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi.